Cuối giờ chiều nay, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3. Tại cuộc họp báo, đại diện các bộ đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin di động và tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến nhập khẩu trang thiết bị y tế. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì họp báo. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Lâm, những thuê bao đã đăng ký bằng chứng minh thư nhân dân mà chưa đồng bộ với căn cước công dân mới, hoặc người đó chưa được cấp căn cước công dân mới thì sẽ được nhà mạng chủ động rà soát trong cơ sở dữ liệu của nhà mạng và hồ sơ đăng ký thuê bao của người dân trước đó để khẳng định có sự trùng khớp, không phiền tới người dân. Trong trường hợp đã trùng khớp thì nhà mạng sẽ tổ chức là tiếp tục định kỳ đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi mà cơ sở dữ liệu này có thêm dữ liệu của người dân khi mà người dân đến làm căn cước công dân mới hoặc là cập nhật từ cái số chứng minh thư nhân dân. Tức là cái việc này sẽ được cập nhật dần dần và cái việc đối soát định kỳ là giữa nhà mạng với cả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cái việc này cũng không có phiền toái gì đến người dân cả. Đối với cả công dân khi muốn kiểm tra cái việc mà thuê bao của mình đã có cái thông tin được đúng với của mình hay chưa thì chúng ta đã thấy là các nhà mạng đã hướng dẫn rất là rộng rãi rồi. Thì người dân chủ động nhắn tin SMS tới cái số 1414, đầu số 1414 với cái cú pháp là TTTB, tức là viết tắt của thông tin thuê bao. Nhắn tin này là miễn phí. Để mà được biết số điện thoại của mình đang sử dụng thì có thông tin nó đúng với mình hay chưa. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cũng cho biết thêm, việc chuẩn hóa thông tin các thuê bao di động nhằm mục tiêu ngăn chặn sim rác, sim không chính chủ, tiến tới xử lý các tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Liên quan đến vấn đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc đến nhập khẩu trang thiết bị y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 quy định về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định số 07 còn là căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế và các nhà quản lý các cấp, đặc biệt là lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ nhằm góp phần cung cấp cho ngành y tế các trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả nhằm phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã làm rõ các nội dung liên quan đến ý kiến của một số nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo cho rằng khung giá điện mà Bộ Công Thương đưa ra là thấp, khiến cho doanh nghiệp không có lãi, cũng như chưa thể gửi hồ sơ để đàm phán với EVN.